Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ cập nhật lại dự án hướng dẫn nhận 10S token REFI. Dự án này là gì nữa? Nó lý do kỹ thuật trục trặc các bạn, để nó bảo vệ tài sản cho những cộng đồng các bạn, nên nó smart cũng chắc lên các bạn. Thì để smart cũng chắc được thì các bạn click phần link mô tả của mình, các bạn mở link form qua này các bạn. Thằng này bạn REFI Human Token. Thì các bạn đi chứ inform mình thì các bạn lướt xuống nè các bạn. Thì nó kêu các bạn đây thì các bạn join vào kênh channel và theo dõi Twitter để theo dõi thông tin của nó các bạn. Nó sẽ smart cũng chắc BET20 BNB qua NH hay sao các bạn ơi. Thì các bạn lập theo mình các bạn. Các bạn mở địa chỉ chút wallet của mình ra. Các bạn khai báo trên form với địa chỉ nào thì các bạn dùng lại địa chỉ dưới đó các bạn. Các bạn sao chép nè. Chứ mạng thì còn lại con chắc nữa thôi thì các bạn bắt vào nè. Mình nói gì không biết các bạn hiểu không nữa. Rồi bạn bấm gỡ nữa các bạn. Cái link form này nó sẽ đóng sau 2 thì trước khi mình đã có mua chương trình phí sale của nó nè các bạn. Mình đã send hình như là không BNB các bạn. Thì mình đã nhận được 50 token nè các bạn. Các bạn gỡ không BNB thì các bạn sẽ nhận được 50 token REFI nè các bạn. Nay gỡ lên form cho smart. Con chắc lên các bạn. Vậy hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.